Rồi, xin chào các bác ngày mới. Hôm nay là ngày 29 tháng 1 2018. Thì hôm qua mình có dự thêm một cái lô máy 10 chiếc mới gặp DC70 nữa. Còn mấy cái lô sau 105 thì giờ bữa nay mới dự tới. Đợt này về máy rẻ, tầm cỡ 245 triệu trở lên. Đây là nguyên vàng 70, 70 hết. Bác nào muốn xài 95 thì trong đây vẫn có. Chín năm còn nguyên bộ. Trong này cũng còn nhiều máy lắm. Mấy cái máy gặt này thì các bác mua thì mình sẽ làm bảo dưỡng miễn phí nha. Đây, có đã bao gồm có cước vận chuyển Bắc Nam luôn. Cho nên các bác xa cứ vào mua thoải mái. Địa chỉ công ty mình là tỉnh Vĩnh Long nha, 167 quốc lộ 53, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Đây, phía sau này là một khu vực bảo dưỡng máy. Nếu các bác mua rồi thì ra phía sau này máy sẽ được bảo dưỡng hoàn chỉnh này. Có máy cài, máy gặt thì mấy chiếc ngồi đây đang đợi khách. Để mình quay cập nhật cái số lượng máy cài trước thì các bác ở xa tiện theo dõi. Đây là phía trước máy cài 3608 với lại 3408. Cái này 3408 còn 4708, 1008 còn 3 chiếc 1008 DI nha. Phía trong thì cũng còn nhiều lắm, để mình quay 6040 John Deere. Thì 7040 nha các bạn, đủ bộ. Mấy cái máy lớn thường là đủ bộ ủi xới chợ hết. Máy nhỏ thì mỗi chiếc mỗi khác. Trong này thì khu vực của Dân Ma với lại Massey Ferguson mới mới. Máy Massey thương hiệu của Mỹ. Máy kiện rơm. Máy cài Dân Ma này, mấy chiếc này nó cũng đủ bộ luôn nha. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bác là cái địa chỉ công ty, các bác tiện đi đến. Đây là quang cảnh trước công ty đây,
địa chỉ mình là đây. Cái số điện thoại bàn các bác thêm số 2 chứ giữa số 0 với số 7 là 02703 mới điện được nha. Là cái này đổi máy dùng cả nước. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Quay rồi.